Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm video chia sẻ cách cách thay lò xo ga bình xăng con và thay cho bơm nha các bạn. Hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là cách là khi mình bị đứt lò xo ga là mình lấy dây thun mình buộc vào sử dụng tạm. Nhưng hôm đó là máy mình chưa bị đứt. Nhưng hôm nay nó đã đứt rồi các bạn ạ, nên bây giờ mình làm video chi tiết chia sẻ với các bạn này. Bây giờ lò xo ga của mình đã bị đứt rồi, bây giờ mình buộc một sợi thun như thế này. Rồi bây giờ mình giật máy cho các bạn xem, rồi lát mình tháo dây thun ra xem khi bị đứt lò xo ga là máy nó sẽ chạy như thế nào nha các bạn. Đấy, vừa nãy là mình buộc sợi thun ra xem mình cửa nó có bình thường không các bạn ạ. Bây giờ là mình tháo sợi thun ra này, không có lò xo ga nó cũng bị đứt rồi. Bây giờ mình giật máy lên xem máy nó chạy như thế nào nha các bạn. Khi các đứt lò xo ga thì cái ga này mình bóp lên, bình thường là nó như thế này, mình bóp lên cái là nó hết ga luôn nha các bạn, là lúc này là máy nó sẽ chạy hết công suất và nó sẽ không trở lại bình thường nữa. Thấy nó bị đứt lò xo ga là mình bỏ ga ra nó lên chứ nó không trở về lại nha các bạn. Đấy, nó chạy thật khủng khiếp đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cách thay lò xo ga và thay ga bơm bình xăng luôn nha các bạn. Bình xăng này lâu cũng khá lâu rồi mình chưa thay ga bơm.
Rồi, đây là bình xăng của Husqvarna nha các bạn, xăng rin nha các bạn, hiệu Wambo. Bây giờ mình muốn thấy lò xo gà là mình phải tháo cả bên này, tháo cái lá trong này ra, rồi mình rút cái đũa này ra, rồi mình mới thấy được. Rồi, khi các bạn tháo lá này ra, các bạn để ý cho mình là mặt nào nằm trong và mặt nào nằm ngoài nha các bạn. Như lồn là mình bỏ vào lồn là nó sẽ không nổ đâu nha các bạn. Đây là chó đã bị gãy nha các bạn. Mình mới mua lò chó mới. Cái này mới rính của nó là 60 nghìn nha. Rồi, khi các bạn ráp vào á, các bạn để ý ở trên cái lá này nó có cái dấu mà các bạn để ý cái lá này là có cái dấu cụ của nó, mình bỏ vào mình cấn vừa in cái dấu này nha các bạn. Rồi, sau khi thay lò xo ga thì nó là trở lại bình thường nha các bạn. Giờ lò xo mới nó mình. Bây giờ mình sẽ thay ga bơm.
Wow, cứng thế. À, giờ mình sẽ thả da bướm nha các bạn. Khi thả da bướm các bạn tháo ra như thế nào thì các bạn để ý rồi lát mình gắn vào cho dễ. Đây là mình mới mua bộ da bướm ring nha các bạn. Bộ này là 350. Nếu như mình mua về nhà thấy á thì 350, còn thờ thì 400 hoặc 420 nha các bạn. Đây là một bộ của nó là gồm ba lá nha các bạn. Còn hai cái này là hai cái đệm ba lá, nhưng mà trong bình sáng á, thì mình chỉ có sử dụng hai lá thôi. Mình sử dụng lá này và hai lá này là một. Nó bán cho mình một bộ như vậy là mình để một lá này mình xịt cua. Lá màu đen này mình xịt cua nha các bạn. Còn mình sử dụng lá này vì trong máy đây là bộ da bơm rin đi theo máy của mình nha các bạn. Là nó cũng sử dụng nó sử dụng cái lá đó nha các bạn, cái lá màu cam cám lá này. Khi các bạn tạo ra, các bạn thấy thì các bạn lấy sẵn, các bạn rửa cho sạch bụi, các bạn thấy bụi bụi cũng nhiều các bạn. Khi thấy thì mình để cái lá đệm này, cái này giống kiểu giống như cái roáng nha các bạn. Mình để lá này trước. Rồi sau đó mình để lá này xong. Các bạn thấy da bơm mới nó thẳng, nó phẳng, nó không mấy cái này nó không bị rôm lên. Còn da bơm cũ của mình xài lâu ngày là mấy cái phần này nó bị rôm lên. Đây các bạn thấy cái phần này nó bị rôm lên đấy. Nó rôm lên như thế này là nó rất lâu nổ vì mấy cái này nó cháy rồi, nó không có nó bơm sáng ít ạ. Vì khi cái này là chủ yếu để nó bơm sáng các bạn. Khi như thế này là nó không có đủ có dạn để nó lên xuống như thế này để nó hút sáng. Bạn nào chưa quen thì mình tháo cái nào mình ráp cái đó. Ở trên da bướm á, nó đều có hai cái nào nó cũng có hai cái lỗ như thế này. Rồi ở trên nắp bình sáng á, nó cũng có hai cái giống như cái ắc á, nó kiểu nó để định vị mình đặt cho đúng da bướm. Mấy cái này các bạn làm cẩn thận nhé, nhẹ tay thôi. Các bạn để ý tháo ra, khi mình tháo ra như thế nào thì mình ráp lại, thế chứ mình ráp lộn là mình giật nó không nổ đâu nha các bạn.
Như các bạn thấy nó dữ. Các bạn phải thường xuyên chất lọc gió, không nó dữ bên sáng nó nhân hư da bướm. Bình sáng nay máy mình mua cũng mình chai cũng 3 năm rồi, nhưng hôm nay mình mới thay da bướm nha các bạn. Mình thường xuyên làm chất lọc gió nên chai nó thời gian nó dài hơn. Mấy bạn nào mà rất khó nổ hoặc là lên gà gà cuội nó không ngọt á, là bị da bớm, mình có thể thay da bớm. Mấy mình đây rất nó hơi khó nổ nên mình phải thay. Chứ một lần mình đi cửa mình cửa nhiều mà một lần rất nó không nổ mệt lắm các bạn ạ. Mình đã thấy lò xo gà và thấy da bớm xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nổ máy xem nha. Thank you.
Sau khi mình thay da bơm và thay lò xo gà thì mình phải căn chỉnh lại một tí, vì khi mình căn chỉnh là cái lá nó nguyên như cũ vậy, và mình tháo ra rồi mình ráp vào lại á, thì nó cũng phải có xê xích một một tí chứ nó không chính xác như lúc ban đầu được, nên mình phải căn chỉnh lại. Chứ khi các bạn thấy lò xo gà và giá bơm thì mình để nguyên bản, nguyên cái lúc khi mình căn chỉnh như lúc trước thì không được đâu nha các bạn, mình phải chỉnh lại một tí. Bây giờ nó đã nổ ngon lên và khởi động nó dài nổ rồi nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách thay lò xo gà, thay giáp bơm cho các bạn nào chưa biết. Nếu bạn nào biết rồi thì có thể lướt qua nha. Nếu bạn nào thấy video hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tất cả các bạn nha.